sau thất bại trong chương trình tuyển chọn Dana White Contender Series năm 2019, võ sĩ MMA gốc Việt Ninja Steven Nguyễn mới quay trở lại sàn đấu sau khi ký hợp đồng với giải MMA Legacy Fighting Alliance LFA. Tuy nhiên, màn ra mắt giải đấu mới của Steven Nguyễn cũng gặp phải nhiều chỉ trích. Dù anh chỉ mất đúng 30 giây để tung cú thẳng phải, đưa đối thủ John Jarrett nằm sóng xoài xuống sàn đấu. Sau khi đối thủ đã gục xuống sàn, Steve vẫn tung thêm một cú đấm bồi, phá ra đòn mà nhiều khán giả cho rằng là tình huống đánh sau gáy phạm luật. Anh đã knock out đối thủ một cách lạnh lùng, tại sao lại tung một cú giả bồi vào sau đầu họ? Anh muốn giết họ sao? Hy vọng anh không gặp tình cảnh tương tự trong trận đấu tới. Tài khoản trader 3slim2shadify bình luận: "Và knock out thật sự ghê người, nhưng cú đấm bồi đó cần thiết không?" Tài khoản shadowwolf88 mắc: "Hành động thật nghiệp dư, người ta đã bị knock out mà vẫn tung cú đấm bồi," Suscalion nhận định. Tuy nhiên, sau những chỉ trích từ cộng đồng theo dõi trận đấu, Steven Nguyễn đã phải đính chính rằng đó chỉ là một cú đấm vào vùng vai. Đòn đánh đã được anh rút lại kịp thời khi nhận ra đối thủ không còn phản kháng. Steven Nguyễn sinh năm 1993 và bắt đầu sự nghiệp MMA khi vừa tròn 18 tuổi. Anh có 12 trên 13 trận thắng nghiệp dư trước khi gia nhập Evolution Fighting Championship, trước khi chia tay giải đấu bằng 6 trận toàn thắng. Tuy nhiên, giấc mơ vào UFC của anh phải dừng lại sau khi thua knock out trước Alan Cruz tại Dana White Contender Series mùa thứ 3. Màn tái xuất của Steven tại LFA là hy vọng quay trở lại hành trình tìm tới chiếc vô địch chuyên nghiệp ở một giải đấu lớn của anh.